dính là mấy bạn ơi. Mình dính được con cá này dinh. Con này nó có trứng rồi nè. Sao nó ăn sâu dữ vậy? Mình coi nó bằng thức ăn cá. Cái này nãy sảy cũng nhiều á. Sảy rồi, sảy rồi. Ôi, con này nó nhỏ nhỏ xíu à. Nó không bự như thôi mình cũng bắt luôn. Và dính con nữa mấy bạn ơi. Ten ten ten. Đây là con cá mà dính nè mấy bạn. Mình sẽ gỡ nó ra. Nãy giờ là được 3 con cá rồi. Đây một con nữa các bạn ơi. Toàn là cá mài dinh không à. Con này hơi nhỏ. Bây giờ là 4 con rồi. Dính mấy con rồi. Sao lại không? Đâu con được 4 con đấy nè.
Wow. Dính một con nữa. Ghê dữ hả? Cá bự mấy bạn. Nút luôn lưỡi hả? Mọi người có tin heo khả thi đâu, rồi xong đứt lưỡi luôn. Sao nó dính gì mà đứt lưỡi trời. Đây con cá nè. Anh về gọng cái gì? Không có bỏ không quên, hồi cũng mạnh.
Xách cái đó qua đây đi. Ba con, bốn con, năm con, sáu, bảy, tám, chục con trắng luôn. Mười. Vô nước cho nó hả? Lấy nó không được. Mày vô đi chứ, để thôi nó. Đi vô đường như thế đó. Cái gì? Cầm đây luôn hả? Vậy. Cầm đây vô luôn hả? Cái gì? Gì hả? Đâu? Wow. Cây vú sữa bằng kia mấy bạn, đang có bông luôn nè. Cái này trồng mới đây mà mau có bông ghê ta. Nè, ở đây cũng có bông nữa. Hôm nào mình sẽ review nguyên cái vườn của mình nha. Đây là cái khu vườn của nhà mình nè. Tí tì teo dính con cá bự mấy bạn ơi, ten ten ten. Ai 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 ai. Nó dậy quá dậy luôn. Con cá bự nha mấy bạn. Một con nữa.
một em. Nhẹ nhàng luôn chị dướng này. Dính rồi, dính cá thiểu vậy á. Wow, dính cá thiểu, con cá thiểu mini. Cá này kho tiêu rất là ngon luôn nè. Con gì dữ vậy? Con gì dữ vậy? Cá rô phi, cá rô phi. Dữ quá, bậy xuất sắc quá bậy ơi. Cá rô phi. Ồ, có trứng bự rồi. Dạ. Nó bị gì vậy?
Wow. Ồ, con cá rất là mập các bạn ơi nè. Ồ. Buffet. Để sâu sâu xuống á, để gần quá nó không ăn. Qua đây là thành quả của mình nãy giờ mình câu các bạn. Này khoảng 20 con cá mè dinh. Một con cá rô phi. Ồ, dễ quá luôn á. Cá rô phi rất là mập luôn nè. Ồ, nhìn thấy cưng ghê luôn á. Nỡ lòng nào ăn được đây. Ủa đâu luôn nè. Còn đây là cái mè dinh rất là mềm. Đủ ăn rồi đấy. Đâu. Để đi. Thôi vô được rồi. Sao không thấy con ốc nào chân vậy hả? Gì đâu, thằng tông không hả? Đấy, thằng tông. Sao? Bắt không? Có một súng không?